Con Tô Châu kính chúc cho thầy Thanh Tâm Tự An Lạc và quý Phật tử có mặt trong buổi chiều hôm nay lúc nào cũng là mang may mắn và tràn đầy hạnh phúc. Nhân ngày đại lễ Vu Lan, con xin gửi đến một nhà phẩm của Phạm Thế Mỹ được mang tên Bông Hồng Cài Ăn. Mời thầy và quý Phật tử cùng thưởng thức ạ. Má ơi, đã lâu lắm rồi con không về thăm má ở trên Sài Gòn thất nghiệp. Con không có tiền mua vé xe để về. Con nhớ má lắm. Con hứa với má Tết này con sẽ về với má nghe má. Mai đó vòng con chưa về thăm, tài trắng tài đời con đôi âm thầm. Vừa phố phường đèn hoa muôn màu muôn sắc, kim tha hương sương gió cuốn lên đơn. Còn nhớ xưa ngày ba con bỏ đi, miếng nước miếng cơm mình ơn má lo trong ngoài. Tầm nhằn gà tai má lơm má da, Tết trước ông bà. Má ơi, nước mắt má tuôn rơi theo những mùa xuân đi qua trong ngày Tết. Má nhìn con manh áo rách vai mà má quặn đau như ai sẽ.
Tết này con sẽ về thăm nhà.